80% số lô đất chúng đấu giá ở Thanh Oai bị bỏ cọc, bao gồm lô hơn 100 triệu đồng trên mét vuông. Sau phiên đấu giá đất nóng như chảo lửa cách đây hơn một tháng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, với lô có giá trúng cao nhất là hơn 100 triệu đồng trên mét vuông. Gấp 8 lần so với giá khởi điểm, có tới 55 lô đã chính thức bị bỏ cọc và hủy kết quả chúng đấu giá. Theo thông tin từ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội, đến hết ngày 16 tháng 9 chỉ có 13 trên 68 lô đất trúng đấu giá tại huyện này trong phiên đấu giá ngày 10 tháng 8 đã được hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổng số tiền được nộp là hơn 80 tỷ đồng, trong khi trước đó số tiền dự kiến thu về lên tới hơn 400 tỷ đồng. Như vậy, có tới 55 lô đất trúng đấu giá tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai đã chính thức bị bỏ cọc, chiếm tỷ lệ lên đến 80%. Đáng chú ý, các lô đã được hoàn thành nghĩa vụ tài chính đều có giá trúng từ 51,6 triệu đến hơn 55 triệu đồng trên mét vuông. Toàn bộ các lô có giá trúng trên 80 triệu đồng trên mét vuông đều bị bỏ cọc. 12 trên 68 thửa đất đã nộp tiền đúng hạn quy định. Ngoài ra có một trường hợp nộp chậm 2 ngày. Đối với những trường hợp không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định, cơ quan quản lý đất đai sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện hủy kết quả trúng đấu giá. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức đấu giá lại theo quy định của pháp luật. Ông Lê Hồng Phúc, trưởng phòng quản lý và phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai trả lời Đài truyền hình Việt Nam. Hiện nay thời gian đấu giá lại chưa được xác định. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai đang kiến nghị thành phố xem xét lại bảng giá đất khu vực này, đồng thời áp dụng công cụ thuế đối với các khách hàng chúng đấu giá. Tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai hôm mùng 10 tháng 8, 68 thửa đất có diện tích từ 60 đến 85 m2 đã được đưa ra đấu giá, với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng trên mét vuông đến 12,5 triệu đồng trên mét vuông. Phiên đấu giá đã thu hút số lượng hồ sơ tham gia kỷ lục là 4.600 và trở thành đề tài nóng khi lô có giá trúng cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng trên mét vuông, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, thực tế là giá giao bán đất nền tại xã Thanh Cao vốn đã có xu hướng đi lên trong những năm qua. Theo công cụ lịch sử giá của nền tảng công nghệ bất động sản.com, Việt Nam, giá giao bán đất trung bình ở địa phương này tăng khoảng 80% trong vòng 4 năm qua, từ mức phổ biến là 15 triệu đồng trên mét vuông năm 2020 lên 27 triệu đồng trên mét vuông năm 2024. Như vậy, so với mặt bằng giá giao bán phổ biến là 27 triệu đồng trên mét vuông trong quý 2 năm 2024. Mức giá trung đấu giá từ 63 100 triệu đồng trên mét vuông cho những lô đất tại xã Thanh Cao trong phiên đấu giá ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024 cao hơn gấp 2,3 đến 3,7 lần. Bình luận về thị trường đất nền, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Bất động sản.com, Việt Nam dự báo rằng từ quý 2 năm 2025 trở đi đất nền mới bắt đầu vào xu hướng chính của phục hồi, còn các đợt sóng hiện nay chỉ mang tính chất cục bộ tại một số khu vực.